Chowkatban. Wait a second. Did I get you? There's some You tones got in it there. right. Got it right? I got the tones You got right? it right. Close enough? Okay. We have long been a trusted source of news and information for the Vietnamese people, as well as a bridge between the American people and the Vietnamese people. This is the Voice of America. Sau ngày 30 tháng 4 1975, khi các phương tiện vừa thoát không còn nữa, tôi và hai người đồng hành đã liều mạng sử dụng một cái thúng đan tre có chắc trai mà ngư phủ miền Trung sử dụng để đi ven bờ. Trên nhìn lên trời cao, nhìn xuống là vực thẳm. Chúng tôi hoàn toàn phải đối diện với cái chết. Và trong cái hoàn cảnh triều vòng như vậy, tôi có mang theo một cái radio transistor có thể bắt được làn sóng ngắn. Và tôi rà soát thì nghe được chương trình của Đài Phát thanh VOA, Đài Phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ. Chúng tôi bừng tỉnh và chúng tôi hy vọng đem lại một cái cuộc sống mới. Theo cái nghĩa là giữa lúc cô đơn tận cùng thì chúng tôi biết được là thế giới bên ngoài hay còn đang sinh động. Và cái làn sóng và cái chương trình phát thanh của đài VOA là cái gạch nối đem lại cho tôi cái sự hy vọng. Và nhờ đó mà chúng tôi có thể tồn tại được. This is the Voice of America. Hiểu trước á, là ông đã nghe đề qua rồi, thì đề qua là tin tức nhại ba đi nhại bé ngoài 96. Cha tôi là một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và mỗi sáng ông rất đam mê nghe cái đài này, hầu như là một người bạn thiết thân của ông. Sau năm 75 thì chúng tôi rất là khó khăn để có thể nghe được VOA. Và dĩ nhiên là phải nghe lén, rất là kín và nó nguy hiểm cho những ai phải nghe. Vào cái thời điểm năm 2007, khi mà chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc ấy, thì tôi bị bắt vào phường 8 quận 3. Và lúc mà an ninh họ canh giữ tôi ấy, thì lúc đó là cái điện thoại của tôi bị khám và bị đặt lên trên bàn. Thì lúc đó là bỗng nhiên là cái điện thoại nó reo, thì tôi chụp lấy cái máy điện thoại và tôi nghe. Thì lúc đó là cô Trà My gọi đến tôi để phỏng vấn. Thì hai tay an ninh ngồi ở phía bên kia của cái bàn thì nhoài tới định chụp cái máy, thì tôi giơ tay cản họ lại và tôi nói rằng là họ đang ghi âm. Thế thì họ đành phải ngồi xuống và tôi cứ cầm cái máy và tôi trả lời phỏng vấn của cô Trà My cho đến hết cái cuộc phỏng vấn. Và khi tôi đặt cái máy xuống bàn ấy thì là cả hai tay an ninh cùng nhào vô và chụp lấy cái máy rồi để xem cái số nào gọi tới. Thì cái số đó là số từ ở trên vi tính. Sau này khi mà chúng tôi vượt biên đi qua được tới ngoại quốc thì do một cơ hội tình cờ, có một phóng viên mà chúng tôi quên tên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã phỏng vấn chúng tôi cái cảm tưởng của một người mà vượt thoát một cái cuộc hành trình như vậy. Thì tôi cũng có trả lời và tôi có kết thúc cuộc phỏng vấn bằng mấy câu thơ của nhà thơ Khê Kinh Kha. Trong đó có một cái câu rằng anh sẽ quay về trước khi mẹ ra đời. Cái câu thơ đó tôi muốn nhắn về cho gia đình nhà văn Doãn Quốc Sĩ biết rằng tôi đã đi thoát. Bởi vì đó là cái quy ước giữa chúng tôi với gia đình nhà văn Doãn Quốc Sĩ khi mà chúng tôi đi vượt biên. Đó cũng là một cái điều kiện để cho chúng tôi nuôi dưỡng ý chí, nghị lực và cái lòng quả cảm sự chịu đựng 5 tháng tù đày nghiệt ngã trong chúng lao tù. Vào năm 2010, khi nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ các thành viên của Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội, một cộng đoàn do tôi là lãnh đạo, lúc đó tôi đã liên lạc ngay với thông tấn viên tên là chị Trà My của Đài Voa, và chị Trà My đã làm một bản tin về sự thật đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Tôi thấy là rất hiệu quả và chỉ sau một ngày thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã thả thành viên của cộng đoàn chúng tôi được tự do, đó là sinh viên Vũ Hoàng Quang vào năm 2010. VOA là một cái tiếng nói khá bình dân nên người dân họ nghe họ đón nhận rất là dễ. Những cái tin tức rất là nóng bỏng, có thể cập nhật thông tin rất là nhanh nhạy. Về mặt bình luận thì rất là vô tư, không thiên vị.
VOA offers a window to the world for people in countries where freedom of information is severely restricted. Rất mừng là vì hôm kia là có công ty Bluescope, một công ty của Úc mà Mancon Việt Nam thì lại gọi điện thoại và mời Việt Nam thì tham gia trong lễ cuối năm của công ty. Thì là vì sao? Là vì giám đốc của công ty là ông Nhật thì là thấy là tài liệu của VOA trên YouTube về chương trình phát triển cộng đồng của mình, đặc biệt quan tâm là về học bổng cho học sinh, nên ông mời mình tham gia là trong lễ cuối năm và hứa là sẽ có một số tiền đó là cho quỹ học bổng cuối cùng. Thì mình rất bất ngờ vì thì là khi về nó thì là tôi nhận được 520 triệu, nên là tôi xin hết sức cảm ơn là VOA vì là tài liệu của VOA là mới được là kết quả được như vậy. Chương trình nó rất là đa dạng phong phú và có những cái thông tin nhiều chiều. Online của đài VOA thì gần như là sáng nào và tối nào tôi cũng phải vào tôi xem. Tôi đã nghe đài này để luyện sinh ngữ, đặc biệt là ngành tiếng Anh. Có thể nói là thỏa cái cơn đói thông tin của chúng tôi. Vietnam is one of our most important audiences. We are happy to be speaking with you and hope that we will continue to be a trusted source to you for the next 75 years.